Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đã có gần 1.600 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Cùng tham khảo một số cách sáng tạo để giãn cách xã hội tại chợ dân sinh. Các hãng hàng không Việt Nam chỉ được bán vé các chuyến bay đã được cấp phép giai đoạn từ 16 tháng 4. Lạng Sơn kiến nghị tạm dừng xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh. Lào Cai xử lý nghiêm 12 trường hợp tụ tập đông người trong giai đoạn giãn cách xã hội. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc 15 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, 15 ngày bước vào cách ly xã hội, nhân dân cả nước đã cùng hưởng ứng mệnh lệnh và cũng là một lời hiệu triệu của Thủ tướng để quyết tâm chiến thắng trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, nhiều chuyên gia, chính quyền cơ sở và người dân đánh giá cao việc giãn cách xã hội và cho rằng cần tiếp tục thực hiện phương án này để duy trì những kết quả đã đạt được. Ngày 1 tháng 4, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 16 yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, nhằm giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm bùng phát dịch bệnh. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội mà vẫn duy trì hàng hóa lưu thông, sản xuất an toàn. Quy định đúng đắn và kịp thời đó đã phát huy tác dụng khi những ca nhiễm mới đã giảm rõ rệt so với trước đây. 2 tuần giãn cách xã hội là khoảng thời gian để giảm tối đa các chỉ số di chuyển của xã hội, cắt đứt chuỗi lây lan của dịch bệnh. Số ca mắc mới ở nước ta giảm liên tục từ ngày 4 tháng 4 đến nay. Ngày 8 tháng 4 đánh dấu lần đầu tiên đảo chiều tương quan giữa số ca bệnh chiếm 50,2% so với số ca nhiễm bệnh chiếm 49,8%. Tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh đến ngày 14 tháng 4 là 163 ca, đạt 61%. Cách đây một tháng, Việt Nam đứng thứ 77 về số ca mắc. Con số này là 112 vào thời điểm hiện tại. Những kết quả đó cho thấy việc cách ly xã hội chính là lựa chọn tốt nhất nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh khi nhân loại vẫn chưa nghiên cứu được vaccine điều trị. Đúng như nhận định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, đây là phương pháp khoa học và hiệu quả nhất trong tình hình hiện nay. Một trong những yếu tố khiến phương án cách ly xã hội hiệu quả là nhờ niềm tin của người dân trong việc tuân thủ các biện pháp của chính phủ. Ngay sau khi chỉ thị 16 có hiệu lực, các địa phương trên cả nước đồng loạt vận động người dân hạn chế ra đường, tụ tập đông người, tạm thời dừng các hoạt động vui chơi giải trí, kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu. Các chốt kiểm dịch COVID-19 nhanh chóng được thành lập. Lực lượng chức năng tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng hộ. Những mô hình hay, cách làm sáng tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện giãn cách xã hội đã được nhiều địa phương thực hiện. Dịch bệnh đang ở giai đoạn phức tạp, dịch COVID-19 đã xuất hiện trong cộng đồng. Có hiện tượng mất dấu F0, cũng có những bệnh nhân không có triệu chứng. Vì vậy, chỉ một hành động lơ là, chủ quan của bất kỳ người dân nào cũng có thể khiến dịch bệnh lây lan khó kiểm soát. Những ngày cuối thực hiện giãn cách xã hội, một số người dân đã vô tư ra đường, thậm chí tụ tập không đeo khẩu trang, bất chấp an toàn của chính mình và cộng đồng. Đây là những việc làm đáng lên án, có thể phá hủy toàn bộ nỗ lực của toàn đảng, toàn dân trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn vừa tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ Hội Nông dân Việt Nam, ủng hộ 100 triệu đồng, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Văn hóa Việt Nam 40 triệu đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng, cùng một số tổ chức tập thể trong nước. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, qua gần một tháng phát động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, tổng số tiền hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã lên tới gần 1.600 tỷ đồng. Trong đó, tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là trên 845 tỷ đồng. Các nguồn ủng hộ này sẽ được mặt trận phân bố theo đúng đối tượng, đúng địa chỉ để công tác phòng chống dịch bệnh đạt được hiệu quả cao nhất. Sự tích cực hưởng ứng của doanh nghiệp FDI và các cá nhân doanh nghiệp người nước ngoài đang lao động sản xuất tại Hải Dương là một nét mới chưa từng có trong tiền lệ trong việc triển khai các cuộc vận động vì an sinh xã hội trước đó. Qua đây cho thấy sự tin tưởng, ủng hộ của các doanh nghiệp đối với Đảng, Chính phủ và tỉnh Hải Dương trong phòng chống dịch và quan tâm đến quá trình sản xuất của doanh nghiệp.
Hưởng ứng lời kêu gọi cùng chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, đến nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận trên 5 tỷ đồng tiền mặt từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn và gần 3 tỷ đồng hiện vật, nhu yếu phẩm, vật tư y tế ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Dịch bệnh gây ra thiệt hại nặng nề cho nhân loại, nhưng chúng tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn này. Số tiền chúng tôi ủng hộ là sự đóng góp của toàn thể cán bộ và người lao động công ty. Tôi hy vọng sự đóng góp nhỏ bé này sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đẩy lùi dịch bệnh này tại Hải Dương. Đã có 26 doanh nghiệp FDI và cá nhân người nước ngoài chung tay hỗ trợ tỉnh Hải Dương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương đánh giá đây là điều chưa từng có trong các cuộc vận động an sinh xã hội khác. Mọi sự chung tay hỗ trợ sẽ được sử dụng hiệu quả nhất cho cộng đồng và những người yếu thế đang gặp khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, những mối nguy tiềm ẩn tại các chợ dân sinh bởi hình ảnh thường thấy ở các chợ này là quá đông người dân đi mua thực phẩm, khó giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét để phòng chống dịch COVID-19. Nhưng cũng vì thế mà ở nhiều nơi đã có những cách làm sáng tạo giúp sự giãn cách xã hội trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Không dừng lại ở những tấm biển như chỉ bán hàng cho người đeo khẩu trang hay đề nghị người mua hàng giữ khoảng cách, cửa hàng bán trứng này còn làm hẳn tấm che ni lông lớn để giữ an toàn cho người bán, người mua. Khi người khách mua ấy, và người bán thì nói chuyện thì là những cái vi khuẩn nó sẽ bắn ra thì sẽ là không tốt cho sức khỏe. Vì thế gia đình mới là cửa hàng mới là chắn thế này để làm, để nói chung là giữ sức khỏe cho cộng đồng. Còn tại phố Yên Thái, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, vốn tập trung đông người dân đến mua thực phẩm hàng ngày, hơn một tuần nay, kể từ khi phường cho kẻ một vạch sơn màu trắng dọc tuyến phố, việc đứng ngoài vạch sơn để giữ khoảng cách an toàn khi mua hàng đã trở thành thói quen với nhiều người mua hàng. Trên vạch sơn cũng được đánh các dấu X cách nhau 2 mét để chính những người mua hàng dễ dàng thực hiện việc giữ khoảng cách với nhau. Tôi thấy rất là yên tâm khi đi chợ, tại vì tôi vẫn mua được cái thực phẩm tươi ngon mà theo ý của mình. Cộng với cả khi mà vạch các cái đường vạch ngăn cách 2 mét ấy, thì tôi rất là yên tâm. Chị cả mới kể cả sau này mà hết dịch bệnh rồi chị vẫn cứ muốn như thế này cũng vẫn được. Thì chị càng rất là hài lòng thôi. Thì bà con thì mình càng yên tâm về sức khỏe mà vừa hàng hóa sạch sẽ cũng ô nhiễm. Theo Ủy ban Nhân dân phường Hàng Gai, ý tưởng kẻ vạch sơn xuất phát từ chính những phản ánh của người dân về tình trạng lộn xộn trong hoạt động mua bán hàng hóa ở đây. Thế nhưng để các bà nội trợ từ bỏ thói quen phải sờ tận tay vào từng miếng thịt con cá khi chọn mua hay luôn ghi nhớ việc phải đứng ngoài vạch sơn khi mua hàng, vẫn cần có lực lượng chức năng nhắc nhở. Tăng cường hoạt động của lực lượng chức năng để tổ chức kiểm tra, khảo sát, rà soát hàng ngày và để... Chúng tôi cũng đã áp dụng những cái biện pháp như là xử lý vi phạm hành chính đối với những cái trường hợp khoảng cách không đảm bảo 2 mét và không đeo khẩu trang. Tuy là những cách làm sáng tạo trong lúc dịch bệnh, nhưng nhiều người cũng mong rằng những thói quen tốt như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi giao tiếp sẽ được duy trì không chỉ lúc chống dịch. Sở Y tế Hà Nội mới đây đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở bán lẻ thuốc. Trong đó yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc phải lập sổ theo dõi thông tin người mua. Trường hợp người mua thuốc ho sốt và người có triệu chứng ho sốt khó thở cần thực hiện kiểm tra thân nhiệt và hướng dẫn kê khai tờ khai y tế, khai thác tiền sử dịch tễ. Sau đó, cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện báo cho cơ quan y tế trên địa bàn và phản ánh qua các ứng dụng nCoV hoặc Hà Nội Smart City, đình chỉ hoạt động, kiến nghị rút giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với các cơ sở cá nhân vi phạm. Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chỉ được mở bán các chuyến bay trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 4 sau khi được các nhà chức trách hàng không cấp phép bay. Việc này nhằm tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Trước đó, các hãng bay Việt đã công bố kế hoạch khai thác chặng nội địa trở lại từ ngày 16 tháng 4, thời điểm dự kiến xem xét lại cách ly xã hội, như Vietjet Air cho biết sẽ khai thác trở lại các đường bay nội địa từ ngày 16 tháng 4. Bamboo Airways thông báo sẽ khai thác bay nội địa trở lại từ ngày 16 tháng 4. Hãng cho hay sẽ tăng cường tần suất trên đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh lên 7 chuyến khứ hồi một ngày. Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng gửi đề nghị cấp phép bay cho giai đoạn ngày 16 đến ngày 30 tháng 4 để cơ quan này tổng hợp. Để giảm thiểu bất tiện cho hành khách đối với việc hạn chế vận chuyển nêu trên, Cục Hàng không đã yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam thực hiện việc hoàn vé, đổi hành trình, gia hạn hiệu lực ngày bay mà không thu thêm bất kỳ khoản tiền nào. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương xây dựng phương án triển khai 883 điểm bán hàng nhu yếu phẩm để đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa cần thiết phục vụ người dân. Theo đó, các siêu thị, doanh nghiệp phân phối trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện đúng cam kết đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa các mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các huyện, thị xã, thành phố cũng chủ động bố trí địa điểm, nhân lực phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị phân phối sẵn sàng tiếp nhận hàng hóa thiết yếu để điều tiết, cung ứng kịp thời. Tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân không nên hoang mang, lo lắng, dẫn đến tình trạng tích trữ lương thực. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa có điện khẩn báo cáo đề xuất với Thủ tướng tạm thời dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh để xuất khẩu sang Trung Quốc trong 15 ngày kể từ ngày 16 tháng 4. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, thống nhất báo cáo đề xuất Thủ tướng xem xét, chỉ đạo tạm thời dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh để xuất khẩu trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 16 tháng 4. Lý do theo Chi cục Hải quan Tân Thanh, Trung Quốc đang siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Khoảng một tuần trở lại đây, có khoảng 1.000 xe hàng nằm ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh để chờ xuất sang Trung Quốc, chủ yếu là nông sản. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho rằng với số lượng xe hàng tồn ở cửa khẩu Tân Thanh hiện nay như trên thì phải mất khoảng 20 ngày mới giải phóng hết được, khiến chi phí gia tăng, chất lượng hàng hóa giảm gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, dự báo từ ngày 15 tháng 4 trở đi sẽ là cao điểm xuất nhập khẩu nông sản qua cửa khẩu Kim Thành. Từ ngày 4 tháng 4, tỉnh Lào Cai đã đồng ý cho khu kinh tế đưa bãi KB1 có diện tích 1,8 ha đi vào hoạt động nhằm giảm tải áp lực cho bãi san tải logistics Việt Trung. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã làm việc với phía đối tác bên Trung Quốc và được phía bạn chấp thuận cho phép 50 lái xe không phải người Lào Cai được qua biên giới giao hàng. Những giải pháp này đã cải thiện tình hình ách tắc tại đây. Hiện mỗi ngày tại cửa khẩu Kim Thành có gần 300 xe hàng nhập khẩu và 200 xe xuất khẩu, chủ yếu là các mặt hàng nông sản. Thời gian gần đây, phía Trung Quốc siết chặt quản lý xuất nhập khẩu, dẫn đến tình trạng tồn đọng nhiều phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu. Các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực tìm giải pháp tạo thuận lợi trong thông thương, giảm thiểu tồn đọng hàng xuất khẩu. Tại Lạng Sơn, tình trạng tồn đọng xe chở hàng xuất khẩu xảy ra chủ yếu ở một số cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam và Chi Ma. Đặc biệt trong ngày 13 tháng 4, số lượng phương tiện tồn đọng lên tới 2.600 xe, chủ yếu là hàng nông sản, trái cây tươi. Nhiều xe phải lưu bãi từ 5 đến 10 ngày mới thông quan được hàng hóa. Là bây giờ là tôi đến đây là tính như ngày hôm nay là 10 ngày nên là giữa cái mùa dịch như thế này thì anh em đến đây là rất là thiệt hại về kinh tế, xe cộ rồi hàng hóa hư hao. Nguyên nhân của thực trạng trên do phía Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh ảnh hưởng tới xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp, thương nhân. Tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường khuyến cáo các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hạn chế vận chuyển hàng hóa xuất khẩu lên Lạng Sơn. Lực lượng chức năng tại cửa khẩu cũng đã thành lập đội lái xe chuyên nghiệp, tổ chức phân luồng giao thông, vận động giảm giá các dịch vụ kinh doanh để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp xuất khẩu. Hàng hóa nông sản xuất khẩu qua chi cục hải quan Tân Thanh chủ yếu là cái hàng nông sản, hàng luồng xanh. Do vậy là cái việc làm thủ tục của cơ quan hải quan rất là nhanh, chỉ trong khoảng 2 phút là đã xong hoàn thành một cái bộ tờ khai rồi. Do vậy là cái việc cơ quan hải quan cũng như các lực lượng chức năng tại cửa khẩu là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Biên phòng cửa khẩu có thấy những gì chỉ bố trí sử dụng lực lượng tiến hành phân luồng phân làn đối với các phương tiện và phối hợp tốt với các lực lượng chức năng đảm bảo tốt về quy trình kiểm dịch y tế nhằm nâng cao cái năng lực thông quan hàng hóa được nhiều hơn và cũng như đảm bảo công tác duy trì an ninh trật tự trong khu cửa khẩu trước cái tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp. Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng khuyến cáo các doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả cần chuyển sang loại hình xuất khẩu chính ngạch để tránh rủi ro trong thương mại.
hoặc có phương án tiêu thụ hàng hóa nông sản trong thị trường nội địa trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh Lạng Sơn đã dừng mọi hoạt động vận tải hành khách. Tuy nhiên, trong thời gian giãn cách, vẫn có không ít trường hợp lén lút hoạt động. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Trong thời gian thực hiện việc giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã có không ít taxi dù, xe khách lén lút hoạt động. Một số phương tiện vẫn nhồi nhét khách, giá vé đắt gấp nhiều lần so với ngày thường. Ngày 6 tháng 4, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 12A09344 do Nguyễn Mạnh Hùng trú tại Hà Nội điều khiển, chạy hướng Lạng Sơn, Hà Nội, trên xe chở 6 hành khách. Trường hợp này đã vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Những người trên xe là lúc ý là chưa có ai cả. Thì tổng đài gửi tin nhắn đi làm đi đón thôi. Đón ở trên Tam Lung, Cao Lộc, ngã tư Cao Lộc, ngã tư Mỹ Sơn. Bảo là chỉ đi khoảng tầm 2 người trên xe thôi. Khi lên xe thì em thấy cũng 2 người đúng, người em đó là người thứ 3, em nghĩ là xong rồi ai giờ là đi đón thêm nữa đấy. Khi đón người thứ 6 thì lại bị công an bắt rồi ạ. Trước tình trạng này, từ ngày 5 tháng 4 đến nay, lực lượng chức năng Lạng Sơn đã xử lý 4 trường hợp xe khách taxi hoạt động chui. Song song với đó đã tổ chức tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm việc tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật. Hiện Lạng Sơn có 28 doanh nghiệp hộ kinh doanh vận tải hành khách với trên 360 đầu xe. Việc tăng cường xử lý các xe khách taxi dù lén lút hoạt động trong thời điểm dịch bệnh còn phức tạp sẽ góp phần giúp công tác phòng chống dịch tại Lạng Sơn đạt hiệu quả cao. Một thông tin cũng khá quan trọng với nhiều người dùng Facebook, đó là kể từ ngày 15 tháng 4, việc đăng tải thông tin, hình ảnh của người khác lên mạng xã hội khi không có sự đồng ý của chính chủ sẽ bị phạt nặng với mức phạt có thể lên tới 20 triệu đồng. Đây cũng là mức xử phạt đối với hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác hoặc để quảng cáo, tuyên truyền cho các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bị cấm. Bên cạnh đó, việc cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc, dâm ô, đồi trụy, mê tín dị đoan, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục sẽ bị xử phạt với số tiền từ 30 đến 50 triệu đồng. Đây là quy định mới trong Nghị định 15/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử chính thức có hiệu lực. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Tuyệt, hiện đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, ông Duyệt bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Với vai trò là Phó Giám đốc Sở kiêm trưởng ban quản lý các dự án đầu tư do Sở làm chủ đầu tư, ông Duyệt đã móc nối với nhà thầu, cố tình làm trái để trục lợi cá nhân, gây thất thoát hàng tỷ đồng ngân sách nhà nước. Các lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai đã quyết định xử phạt 12 trường hợp vi phạm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Trước đó, ngày 14 tháng 4, phát hiện 12 người không đeo khẩu trang tụ tập tại khu vực lòng hồ Apatit để chụp ảnh hoa lục bình. Công an xã Đồng Tuyền, thành phố Lào Cai đã xử phạt hành chính mỗi người 200.000 đồng. Tòa án Nhân dân thành phố Hải Dương đã tổ chức xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Trần Xuân Sơn, sinh năm 1981, trú tại phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, về tội chống người thi hành công vụ với cán bộ đi tuyên truyền phòng chống dịch. Trước đó, vào ngày 5 tháng 4, sau khi tổ cơ động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch đi kiểm tra, nhắc nhở mẹ của đối tượng Sơn không bán hàng ở vỉa hè, đối tượng này đã cầm dao đe dọa, đồng thời buông lời chửi bới. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Sơn 18 tháng tù giam. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.